Bảng giá đất điều chỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với giá đất tại quyết định số 02/2020, trong đó giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 có giá lên đến 687 triệu 200 nghìn đồng trên 1m², tăng hơn 4 lần so với bảng giá chưa sửa đổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định số 79/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi bổ sung quyết định số 02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó, bảng giá đất điều chỉnh của thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với giá đất tại quyết định số 02/2020. Giá đất điều chỉnh tăng khoảng 4 đến 38 lần so với giá được quy định tại quyết định 02/2020. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 có giá lên đến 687,2 triệu đồng trên 1m², tăng hơn 4 lần so với bảng giá chưa sửa đổi. Đường Hàm Nghi, đường Hàn Thuyên, quận 1 cũng có mức giá khoảng 430 triệu đồng trên 1m², tăng khoảng 4 lần so với bảng giá cũ. Một số tuyến đường tại huyện Hóc Môn cũng tăng nhiều lần so với bảng giá cũ. Điển hình, đoạn đường song hành quốc lộ 22 tăng hơn 38 lần so với giá trước đây. Giá đất ở khu vực Cần Giờ tương đối thấp hơn ở một số quận huyện khác. Điển hình tại khu dân cư ấp Thiềng Liềng có giá từ 2,3 triệu đồng trên 1m². Khu dân cư Thạnh Bình, khu dân cư Thạnh Hòa có giá là 3 triệu đồng trên 1m². Quy định số 79/2024 về bảng giá đất được áp dụng cho 12 trường hợp. Cụ thể, giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Tính thuế sử dụng đất, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân. Tính lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý sử dụng đất đai. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình cá nhân. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội có 56 trên 68 thửa đất trúng đấu giá chưa được người trúng đấu giá nộp tiền. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 về tình hình triển khai luật đất đai năm 2024 sau 2 tháng luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong báo cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh các chính sách mới của luật đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, có một số vướng mắc như công tác đấu giá đất và điều chỉnh bảng giá đất. Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, trong các cuộc đấu giá đất ở huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức vừa qua đã xuất hiện tình trạng thao túng giá, đẩy giá. Sau khi đấu giá, một số người trúng đấu giá chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy chế đấu giá, có dấu hiệu bỏ cọc gây ra dư luận không tốt. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi luật đất đai năm 2024 được thi hành, một số địa phương đấu giá quyền sử dụng đất có tình trạng chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá. Điều này tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Qua kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc lập công khai quy hoạch khu vực phát triển nhà ở chưa bài bản, công khai minh bạch, tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng đầu cơ đất đai. Một số đối tượng tham gia đấu giá không thực sự có nhu cầu về đất ở, nhà ở mà chủ yếu vì mục đích đầu cơ, thao túng giá thông qua việc đẩy giá cao và bán lại ngay đất vừa trúng đấu giá để thu lợi hoặc tạo mặt bằng ảo đối với các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi đấu giá, một số người trúng đấu giá chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy chế đấu giá có dấu hiệu bỏ cọc gây ra dư luận không tốt tại một số địa phương.
Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, qua kiểm tra công tác đấu giá đất ở các huyện Thanh Oai và Hoài Đức vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại huyện Thanh Oai có 56 trên 68 thửa đất trúng đấu giá chưa được người trúng đấu giá nộp tiền. Ở huyện Hoài Đức có 8 trên 19 thửa đất trúng đấu giá chưa được người trúng đấu giá nộp tiền. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thiếu sự chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá dẫn đến nhu cầu đất ở, nhà ở của người dân không được đáp ứng đầy đủ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, có trường hợp địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá đất hiện hành chưa được điều chỉnh kịp thời, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất thực tế để làm giá khởi điểm, dẫn đến chúng đấu giá và khởi điểm có sự chênh lệch lớn, cũng thu hút nhiều đối tượng tham gia đấu giá để kiếm lời. Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội, đã diễn ra nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất có biểu hiện bất thường do một số cá nhân đã bỏ giá cao gấp nhiều lần so với thực tế thị trường. Không phủ nhận nếu giá được trả càng cao thì ngân sách nhà nước sẽ thu được càng lớn, nhưng nó cũng mang lại nhiều rủi ro cho thị trường bất động sản cũng như thực hiện dự án đầu tư hạ tầng sau này. Theo lý giải của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, người dân và nhà đầu tư dành sự quan tâm đặc biệt vào dòng sản phẩm đất đấu giá là việc hết sức bình thường, bởi đây là sản phẩm có pháp lý rõ ràng, mặt bằng sạch, lại được đầu tư hạ tầng cơ bản như điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cùng với đó là việc thị trường thiếu nguồn cung mới và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 cấm các đô thị được phân lô, bán nền tại các dự án thương mại đã tạo ra sức hút cho dòng sản phẩm này. Chưa bao giờ thị trường bất động sản Việt Nam xảy ra vấn nạn đấu giá quyền sử dụng đất như thời điểm hiện tại. Chiêu trò thổi giá thông qua đấu giá quyền sử dụng đất lại được sử dụng một cách bài bản, có hệ thống và lặp đi lặp lại. Khi bị dư luận và các phương tiện thông tin truyền thông lên tiếng không đạt được mục đích thì nhà đầu tư sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Nhà đầu tư lớn thì bỏ lớn, nhà đầu tư bé thì bỏ bé. Đồng quan điểm, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ cho rằng trong khoảng từ 5 đến 7 năm trở lại đây, thị trường nhà đất xuất hiện nhiều tiêu cực, lệch pha cung cầu, giá bán leo thang. Điều đó có sự tác động rất lớn của nhóm người đầu cơ là những người có quyền lực và nguồn lực tài chính lớn. Việc tài sản nhà đất tập trung quá nhiều vào nhóm người này đã gây ra xung đột lớn với đại bộ phận người dân lao động, những người nguồn lực tài chính hạn hẹp, khó có khả năng mua nhà.